là cái phần cuối cùng chúng ta vừa trải qua là phần viết cái lá thư. Khi tôi đặt bút tôi viết cái lá thư như thế thì tôi mới hiểu rằng kết thúc 7 ngày này nó mới là sự bắt đầu. Và tôi nói cái điều đó với New Me. Và tôi biết rằng còn rất nhiều việc phải làm và mình phải thực sự cam kết sử dụng những cái mà mình đã học được trong 7 ngày qua.